Kính chào quý vị, tiếp tục đến với kênh Ký Sự TV. Lại có một cái tình tiết rất là mới trong buổi tối ngày hôm nay mà em muốn chia sẻ lên với tất cả mọi người. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em Vũ cùng với em Hoàng là người bạn thân của mình đã trò chuyện với YouTube trước nhà, và có một cái tình tiết mà mình nghĩ là chúng ta chưa bao giờ được nghe đâu cả. Nhưng mà trong buổi chiều ngày hôm nay em Vũ bất ngờ có chia sẻ lên với tất cả cộng đồng. Và mình tin chắc rằng là đây là một cái tình tiết rất là sốc luôn của chú anh chị, cũng như là một cái mấu chốt quan trọng để kết luận người cô này là có bán căn nhà hay chưa nha cô chú anh chị. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, chú Ngọc có nói là hôm nay em Vũ có lên trên phường để mà làm việc cùng với công an phường và với luật sư để mà thống nhất chốt lại những cái đơn kiện người cô này. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Vũ có đến trước nhà mình là căn nhà của em đang tranh giành đó, cà phê với YouTube, và có chia sẻ một cái tình tiết mà mình nghĩ là chúng ta cũng rất là mừng cho em Vũ. Đó là hàng xóm ở xung quanh nhà đã lên tiếng và xác nhận nếu như em Vũ ngỏ lời muốn họ làm chứng, họ sẽ sẵn lòng làm chứng cho em, bởi vì là họ biết được tường tận cái ngôi nhà này như thế nào và người cô này bản tính như thế nào, họ sẽ đồng ý là giúp em. Thì đây là một cái tin rất là vui nha cô chú anh chị. Chúng ta còn nhớ cái lúc mà thời điểm mới nổ ra vụ việc này thì những người hàng xóm hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không hề có bất kỳ một cái lời nói nào lên cộng đồng. Và mình cũng thấy lạ cô chú anh chị, tại sao họ đó họ không biết, hay là họ không muốn nói, hay tại vì một lý do gì mà họ không lên tiếng. Nhưng đến bây giờ một tháng trôi qua thì bắt đầu có những cái tín hiệu vui rồi. Hàng xóm đã chủ động nói rằng nếu như mà Vũ muốn giúp, họ sẽ sẵn sàng làm chứng cho Vũ. Đó là chính miệng Vũ nói trong buổi chiều ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Và còn một cái tình tiết nữa mà mình tin chắc rằng đây là cái điểm mấu chốt nhất của cái vụ việc này, để chúng ta có thể kết luận được người cô này có tham lam hay không, có muốn là âm mưu từ trước hay không. Đó là một cái lời kể của em Vũ trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Có nghĩa là khi mà ông nội vừa mới mất thì bà cô này đã quậy tung lên, có nghĩa là muốn là giành nó cô chú anh chị, giành nó ba mẹ Vũ đó. Thì ngay lập tức là người mẹ của Vũ phải nhờ đến công an phường trong cái thời điểm đó thì mới yên được. Và khi mà người mẹ có những cái lá đơn gọi là nhờ công an phường xuống để xử lý người cô đã quậy này kia, thì người cô đã trùng xuống không có quậy nữa. Bỗng một thời gian sau, khi mà ba mẹ Vũ vừa mất đi thì ngay lập tức là người cô này đã có những cái hành động khác hẳn so với Vũ luôn. Có nghĩa là niềm nở, dùng những cách ngon ngọt dụ dỗ để mà khiến em Vũ nghe lời người cô này sau khi mà ba mẹ Vũ mất đi. Thì đó là một cái hành vi cho thấy là người cô này rất nhiều gương mặt trong cái bộ mặt này, liên tục lật mặt và liên tục có những cái thủ đoạn trong những cái giai đoạn khác nhau của căn nhà này. Và đến lúc mà ba mẹ Vũ mất đi thì người cô này mới bắt đầu là hướng cái sự chú ý của mình đến em Vũ, và bắt đầu dùng những cái lời ngon tiếng ngọt để mà dụ dỗ này kia. Thì đó là những cái hành vi rõ ràng là người cô này đã có âm mưu giành căn nhà từ lâu lắm rồi của chú anh chị, chứ không phải mới đây đâu. Từ khi mà ông nội còn sống thì cô đã có ổn mưu rồi. Nên mình tin là đây là một cái tình tiết quan trọng kết luận được đã có thể là người cô này đã có âm mưu từ rất là lâu để giành căn nhà này. Nên chúng ta hoàn toàn nghi ngờ là người cô này đã muốn là chiếm cái tài sản này của Vũ lâu rồi. Thì đó là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng muốn là nhìn vào để mà đánh giá được con người của người cô này như thế nào. Rất là nhiều người cũng bức xúc cho em Vũ trong thời gian qua, khi mà câu chuyện giành nhà đến bây giờ vẫn chưa có một cái sự tiến triển gì gọi là rõ ràng cả. Luật sư đã vào cuộc rồi, công an phường đã vào cuộc rồi, và chú Ngọc cũng đã gửi những cái lá đơn rồi. Nhưng đến giờ phút này, tận giờ phút này, người cô vẫn chưa một lần lộ diện. Chúng ta đặt một dấu hỏi lớn là tại vì sao người cô lại vẫn đang nhẫn nhơ ngoài kia một cách nó vô tư như vậy. Đúng ra là phải ăn ngay một cái lá đơn triệu tập từ công an lên để mà chất vấn trực tiếp với em Vũ cũng như là ba mẹ một lời với chủ nhà. Và chúng ta cũng đặt ra một cái giả thuyết là cái người thanh niên kia là ai, tại sao lại vào trong nhà ở và tự xưng mình là chủ nhà, và cuối cùng thì cái người thanh niên này có mối quan hệ gì với người cô. Thì đó là những cái giả thuyết chúng ta phải đặt ra để mà cần chú Ngọc xử lý đó cô chú anh vậy. Những cái câu hỏi lớn được đưa ra vào trong câu chuyện này. Và mình thấy là bây giờ thì là chú Ngọc cũng đang rất là mơ hồ về cậu thanh niên này. Cậu thanh niên tự xưng mình là chủ nhà mọi người, và cũng rất là muốn xử lý cậu thanh niên này, nhưng mà chưa thể mọi người. Bởi sao mà nói như vậy? Bởi vì cái bài phỏng vấn ngày hôm qua chú Ngọc có lên và chia sẻ là mình mới dân băng rôn đây, mới có nửa tháng thôi, bây giờ lại tiếp tục đối chấp với chủ nhà thì chú e là không được, và có thể là phản cảm này kia, là chú Ngọc không có làm nữa cô chú anh chị. Rõ ràng là chú Ngọc cũng đang rất là phân vân, cũng như là muốn biết về cái thân phận thật của thanh niên kia là ai, nhưng mà chưa có làm được. Khán giả thì cứ một mực là yêu cầu chú Ngọc
cùng với công an phải đến tận cái nhà này chắc vắng người này. Nếu như chứng minh được thân phận chủ nhà bằng giấy tờ này kia thì ok, chúng ta sẽ tiếp tục những bước sau. Còn nếu như không chứng minh được thì phải mời ra ngay khỏi nhà ngay lập tức, và em Vũ sẽ giành lại cái quyền chủ căn nhà của mình, bởi vì Vũ đang nắm trong tay chút mà mọi người. Còn người cô khi đó nếu mà sợ mất tài sản thì sẽ lôi mặt ra ngay. Đó là cách rất là hay đó cô chú anh chị. Nhưng mà đến bây giờ chú Ngọc vẫn chưa thể nào triển khai được cái việc đó, vẫn đang phải dựa vào luật sư này kia để mà chờ cái vấn đề làm việc của luật sư. Chúng ta phải tôn trọng cái việc làm này của chú Ngọc nha cô chú anh chị. Chúng ta là những ngoài cuộc, có thể là trong cái câu chuyện này có những tình tiết khúc mắc chúng ta không biết được nữa và chú Ngọc không thể chia sẻ lên được đó. Là mình nghĩ là chúng ta cũng góp ý như vậy thôi. Còn cái việc mà triển khai hay không, có làm hay không là do chú Ngọc nữa, cũng như là em Vũ. Thì cũng hy vọng là sẽ tới đây sẽ có nhiều hơn những thông tin mới được chia sẻ ra để khán giả cùng nhau được biết cũng như là góp ý cho em Vũ trong vụ việc này. Bởi vì cái việc của em Vũ nó không đơn thuần gói gọn trong cái quận 12 hay là trong nhà em Vũ nữa, mà nó đã lan rộng rất là lâu rồi mọi người. Hàng triệu người đã biết và phẫn nộ việc này rồi, và ai cũng muốn là em Vũ nhanh nhanh lấy lại căn nhà. Thì đó là cái tin rất là hot trong buổi tối ngày hôm nay mà cái sự muốn đưa lên để khán giả cùng nhau suy ngẫm và có một cái góc nhìn khác về người cô này. Chứng tỏ là người cô này đã có cái âm mưu giành nhà từ lâu lắm rồi, từ cái lúc mà ông nào còn sống cơ đến bây giờ. Và phải đến khi ba mẹ Vũ mất đi thì người cô này mới lộ nó bóng mặt ra. Chúng ta rất là bức xúc rồi, và chúng ta đã nói rất là nhiều rồi về người cô này, nhưng đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa hề biết người cô này là ai. Chỉ nghe nói là cô Vân thôi, chứ không biết mặt mũi thế nào, Vân nào, Vân gì. Đó là những cái điều chúng ta cần phải sớm được biết trong cái câu chuyện này, để em Vũ phải có một cái chắc vấn người cô và lấy lại căn nhà một cách nào quang minh chính đại nhất, hợp pháp nhất. Trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà thấy em Vũ trò chuyện với YouTube thì cũng khá là mệt mỏi đó cô chú anh chị, gương mặt cũng khá là phờ phạc. Có thể là trong thời gian vừa qua cũng có suy nghĩ nhiều này kia rồi cũng mất ngủ, nên là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người. Chú Ngọc thì cũng vừa mới đi trị bệnh về, bởi vì là thức đêm nhiều á, rồi chóng mặt rồi này kia, thì mình thấy là cũng rất là thương hai cha con luôn khi phải lao tâm khổ tứ rất là nhiều trong vụ việc này. Cũng hơi bất công mọi người ha, căn nhà của mình lại không vào được, và giấy tờ mình còn trong tay rồi nhưng lại chưa lấy lại được, cũng như là mất rất là nhiều thời gian và tiền bạc. Thì đó là một sự cũng rất là khó hiểu luôn trong vụ việc này. Trong khi người cô là sai rõ ràng rồi, vẫn đang ung dung ở kia, chúng ta cũng rất là bức xúc luôn. Và hy vọng là sắp tới đây luật sư sẽ có những cái lá đơn để gửi lên tòa, và công an sẽ có một cái đơn triệu tập để người cô này phải bắt buộc có mặt ở cơ quan để mà làm việc cũng như là đối chất với em Vũ. Chứ chúng ta cứ nói quá nhiều, trong khi người cô thì vẫn đang nhẫn nhau ở kia, không hề đá động gì cả. Thì đó là một câu chuyện rất là đau lòng. Chúng ta cũng chỉ muốn là em Vũ đó là căn nhà một cách nó quang minh chính đại, hợp pháp nhất, để em có một nơi sinh sống cũng như là làm việc, và sau này là thờ cúng ông bà cha mẹ nữa. Chứ mình thấy bây giờ thì em đang sống ở trọ rất là tội luôn. Căn nhà mình thì đó, sừng sững đó nhưng không vào được, không biết ai đang ở trong đó và không biết là đã bán hay chưa. Đó là một cái nỗi bức xúc rất là lớn luôn. Mình nghĩ không riêng em Vũ đâu có chú anh vậy, rất là nhiều người cũng muốn là em phải làm rõ trắng đen chuyện này, để người cô này phải trả giá trước hành vi tham lam và sai lầm của mình. Người cô này thì mình thấy là bây giờ có thể là cũng đang ung dung thôi, nhưng một thời gian nữa sẽ có những cái lá đơn gửi đến thì người cô này sẽ phải rất là lo lắng luôn. Bởi vì là khi mà đơn đã gửi về rồi thì không thể nào trốn được đâu cô chú anh vậy, chắc chắn là như vậy, phải triệu tập lên ngay để mà lấy lời khai cũng như là đưa ra được những câu trả lời hợp lý cho em Vũ. Chưa kể là những cái vấn đề khác nữa như là tiền thuê nhà hay là cái tiền lương của em Vũ, người cô này vẫn chưa hoàn trả 100%. Thì đó là những cái mà người cô này cần phải giải quyết ngay lập tức cho em Vũ trong cái thời điểm như thế này. Thì nếu mà có tin tức gì mới, em sẽ lập tức cập nhật lên ngay để khán giả cùng nhau đón xem được. Chúng ta đang chứng kiến một cái vụ việc mà rất là nóng luôn trong suốt một tháng qua. Thì cũng mong là chú Ngọc và em Vũ hãy quyết tâm mạnh mẽ và làm đến cùng. Và một lần nữa cũng mong là quý vị khán giả hãy luôn luôn đồng hành cùng với hai cha con, đồng hành cùng với sư cô để hỗ trợ cho em Vũ thêm những khoản tiền, để em có thêm một khoản chi phí tiếp tục đi đến cùng với cái vụ việc này, để giành lại căn nhà cũng như là giành lại công bằng cho em. Thì xin chào và hẹn gặp lại khán giả trong những clip sau.